Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nằm cặp view sông, có tổng diện tích là 174,9 m². Trên thửa đất căn nhà có 70 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 874 khoảng là 100 m. Con đường này rộng khoảng là 3 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Còn hướng ngược lại, anh chị mình rẽ trái là liên thông về trung tâm thị xã Cai Lậy khoảng 5 km. Ở đây thì có điện, nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Nhị Quý, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, cách khoảng 300 m. Phía trước thì đã làm bờ kè của anh chị, rất là kiên cố luôn. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông này nè. Chiều chiều thì anh chị mình ra đây câu cá để giải trí, rất là tuyệt vời luôn nha. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà này nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 6m2 và có chiều dài là 29. Nhà của mình thì nằm góc hai mặt tiền đường anh chị. Phía trước thì mặt tiền bê tông là 3m. Còn bên hông thì mình còn mặt tiền đá xanh 2m nữa anh chị. Phía trước thì gia chủ đã xây tường và cổng rào rất là kiên cố luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị cô chú mình có mua rất là yên tâm nha anh chị. Cửa cổng thì gia chủ làm bằng sắt. Phía trước thì gia chủ có làm tiện chế, mình có khoảng không gian sân rất là rộng. Anh chị mình có thể đậu ô tô là 2 chiếc luôn nha. Ở bên hông thì mình còn cái mặt tiền đá xanh là 2m nữa anh chị. Ở con đường này là đường thông, đường công cộng luôn. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông luôn. Vị trí này thì rất là đẹp. Để anh chị cô chú mình mua về, anh chị mình nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Ở ngang của mình là 6m2 và có chiều dài là 29 nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà có 70m là đất thổ cư. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Phía trước thì gia chủ đang trồng một số chuối sim anh chị. Ở không gian này thì về anh chị mình làm một cái nhà mát ở cặp view sông. Chiều chiều thì anh chị mình ra mình uống trà, anh chị mình giải trí, mình câu cá cũng được anh chị. Ở không gian thì rất là thoáng luôn. Ở đây thì điện, nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn. Căn nhà thì em thấy còn rất là mới. Về thì anh chị mình mua, anh chị mình cũng không cần tu bổ lại thêm. Đây là không gian phía trước của mình nha anh chị. Gạch nền thì gia chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m6. Còn phía trên thì sơn và đã đi bê hết rồi.
Còn khu vực này là không gian phòng khách, cửa thì gia chủ làm cửa bằng sắt, bên trong thì lộng kính nha anh chị. Tường thì lót khoảng 1m2, còn phía trên sơn và đã đi bê, trần thì đóng la phong. Ở bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 74 km là anh chị tới. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về đây khoảng 20 km là anh chị tới nha. Ở căn nhà của mình thì em thấy rất là rộng và thoáng luôn anh chị. Ở về đây thì mình mua anh chị mình ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Vì ở đây rất là gần tiện ích như là chợ anh chị, trường cấp 1, trường cấp 2, cách có 300m thôi. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Ở bên trong thì lót gạch, tường thì lót khoảng 1m2, còn phía trên sơn và đã đi bê, trần thì đóng la phong nha anh chị. Bên hông thì có thiết kế một cánh cửa nhỏ bên ngoài. Ở cửa thì gia chủ dùng cửa sắt. Còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Ở dưới nền thì cũng lót gạch anh chị và dán lên tường cao khoảng 1m2 ha. Cũng như căn phòng đầu tiên thôi anh chị. Toàn bộ cửa thì chỉ sử dụng là cửa sắt thôi. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 750 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì mình còn không gian nhà bếp nha anh chị. Nhà bếp thì gia chủ cũng lót gạch và dán lên tường hết luôn anh chị. Nó còn bên đây nè, còn khoảng trống anh chị có thể để tủ lạnh nè, máy giặt. Ở bên trong thì mình có nhà vệ sinh. Dưới nền thì cũng lót gạch luôn anh chị. Tường thì dán lên phía trên, còn phía trên thì sơn và đã đi bê nha anh chị. Ở đoạn này thì gia chủ chỉ lập bom thôi. Ở không gian nhà bếp thì gia chủ làm một cái cửa kính khu vực này nên rất là thoáng luôn anh chị. Còn phía sau thì mình có một cái cửa sắt. Ở phía sau thì mình còn một khoảng đất trống. Anh chị có thể mình phơi đồ nè, có đám tiệc thì anh chị mình nấu nướng phía sau rất là thoải mái luôn nha anh chị. Còn bên hông thì mình có một cánh cửa thoát hiểm bên hông luôn anh chị. Ở căn nhà của mình thì nằm góc hai mặt tiền đường, rất là thuận tiện để cho anh chị mình mở cửa sổ nè và lối đi riêng. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị săn lấp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở đây thì gia chủ xây cất là hết diện tích luôn nha anh chị. Mình tới đây nè, đất và nhà của mình thì đầu đuôi là bằng nhau luôn, không có bị tấp hậu nha anh chị. Ngang là 6m2,
dài là 29. Nó tổng diện tích của mình là 174,9 m². Trên thửa đất căn nhà có 70 m là đất thổ cư nha anh chị. Giá bán là 750 triệu. Ở đây thì mình cách chợ Nhị Quý chừng 300 m đổ lại thôi. Khu vực đó thì mình có Thế Giới Di Động nè, điện máy xanh, trường cấp 1, trường cấp 2 luôn anh chị. Căn nhà của mình thì rất là đẹp, nằm ở vị trí là góc hai mặt tiền đường và đường xe là ô tô luôn. Phía trước thì mình có một cái view sông rất là đẹp. Giá này thì em thấy cũng rẻ và phù hợp để anh chị cô chú mình mua về, anh chị mình nghỉ dưỡng, hoặc anh chị mình có con em gần trường, anh chị mình có thể đưa đi học cũng gần anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Căn nhà của mình anh chị rất là đẹp nha anh chị. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và không gian nhà bếp. Còn phía sau thì mình còn mảnh đất trống nữa. Đó, anh chị mình rộng rãi tha hồ luôn ha. Nó nằm thì gia chủ đều lót gạch và trang trí hết luôn anh chị. Nó chỉ việc là anh chị mình mua, anh chị mình ở thôi, cũng không cần tu bổ lại thêm ha. Tường thì sơn và đã đi bê hết luôn anh chị. Trần thì đóng la phong toàn bộ luôn. Cửa thì dùng cửa sắt nha anh chị. Còn mấy cửa bên hông là cửa nhôm. Ở phía trước thì mình có một khoảng không gian sân còn rất là rộng luôn. Gia chủ thì cũng xây tường hết luôn anh chị, và hàng cổng là bằng sắt. Mình có bãi sân, anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái. Phía trên thì gia chủ làm tiền chế nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất, căn nhà. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.